Không biết sếp Vũ làm sao mà lại bị chuyển đi nhỉ? Ai mà biết được. Mà không biết sếp mới là sếp nam hay nữ nhỉ? Dễ tính hay không? Tôi chả quan tâm. Sếp nào cũng được. Mà cái ông sếp Vũ ấy, suốt ngày phạt tôi chuyển đi cho nhẹ người. Ôi trời ơi, mất bao nhiêu công mới chịu được ông Vũ đấy. Thì ông phải làm gì thì sếp mới phạt chứ. Cứ có mỗi cái tội tôi hay ngủ gật thôi. Chào mọi người. Chị là ai ạ? Sếp cũ của bọn em mới bị điều đi. Có gì chị quay lại sau nhá. Thứ hai tuần sau chị quay lại. Bọn em sẽ giải quyết công việc của chị ạ. Chào mọi người, xin giới thiệu mọi người, đây là chị Ly, sếp mới của chúng ta. Chào chị ạ. Chị Ly ạ. Em nghĩ là trong không khí tưng bừng của buổi lễ nhận chức ngày hôm nay thì mình đi liên hoan một chút cho không khí nó vui vẻ chị nhỉ? Nhưng mà xem mọi người còn tâm trạng mà đi liên hoan không? Em chuẩn bị mà chưa? Phát cho mọi người đi. Tại sao lại biên bản vi phạm nội quy ạ? Biên bản để mọi người ký dần. Nhưng mà chị ơi, bọn em có làm gì đâu ạ? Phạt. Em ạ. Tại sao? Vì cậu thắc mắc, hồ sơ để sai chỗ, bàn làm việc thì bừa bộn. Chị ơi, chứ có nhầm gì không? Đã làm gì đâu, chưa gì thì ta phạt. Tiếp tục. Phạt. Đầu tóc thì bù xù, quần áo ăn mặc lôi thôi. Đã bảo rồi, lần sau đi làm được tóc gọn gàng vào. Cô tên gì? Em tên Phụng chị ạ. Phụng à? Dạ. Phạt. Em nói... Vì cái tội nói leo. Phụng dùng nước hoa đấy à? Vâng, em dùng nước hoa chị ạ. Phạt. Vì mùi tôi không thích. Thôi. Thôi, mọi người ổn định trật tự làm việc nhá. Tôi nhắc luôn, từ ngày hôm nay nếu ai giữ gìn vệ sinh sạch sẽ phòng làm việc thì sẽ được thưởng. Còn nếu không, tôi sẽ trừ thẳng vào tiền lương. Thế nhá, mọi người làm việc đi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Cũng xinh nhưng mà ác như hùm. Ui trời ơi, quá xuất sắc. Quả này sếp chỉ có chim ưng thôi. Đồ nhiều như thế sao không gọn gàng thế? Ôi giời, chuyện với Mạnh Quân nhá, xử lý được hết chỉ cần 3 giây thôi, hiểu không? Để đâu ấy? Chỗ bí mật làm sao mới biết được. Ui, xong sếp xong chưa? Sếp xong vào kiểm tra rồi đấy. Yên tâm, xong hết rồi. Này, nhắn với sếp không ăn được tiền của bọn này đâu nhá. Thì mời sếp vào nhá. Yên tâm, gọi vào. Em mời sếp vào ạ. Chào sếp ạ. Gọn gàng sạch sẽ đấy. Tại sao các cô cậu lại nhét đồ vào đây? Định chống đối tôi à? Không ạ. Linh, lập biên bản, trừ mỗi người 3 ngày lương cho tôi. Được sếp. Kia. Bảo dọn đi không dọn, bị phạt đúng rồi. Ai mà biết được sếp kiểm tra tận trong đấy. Tại ông ấy, thế sao lại ông đưa vào đấy? Bình thường tôi vẫn vứt vào đấy, có ai kiểm tra trong đấy bao giờ đâu. Quái thật đấy. Quái thai thế. Ô đồ bà phải luôn. Ghi biên bản đi nhanh lên. Đưa biên bản đây đi. Tất cả là tại ông ấy. Sạch sẽ, gọn gàng đấy. Sếp yên tâm. Nhưng muốn được thưởng, đâu có dễ. Đúng lúc. Sạch đấy. Hoàng, đứng lên. Đấy. Đầu sạch sẽ đấy. Thôi được rồi. Tôi thấy các cô các cậu có tiến bộ nên tôi sẽ thưởng cho tất cả mọi người. Thôi. Các cậu Linh, lập biên bản, trừ lương. Trừ lương. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
mang theo bao không? Bị phạt nhiều quá, không có tiền mà đóng tiền nhà đây này. Tôi hết mỹ phẩm còn không có tiền để mà mua cơ. Tôi hết mấy lọ dầu gội đầu rồi đây này. Chào mọi người. Sếp về bọn em vui quá. Từ ngày sếp đi, phong trào ăn uống ở cơ quan mình giảm hẳn đi sếp ạ. Cái cậu này suốt ngày chỉ ăn uống thôi. Có thực mới vực đạo chứ ạ. Rồi, thế mọi người có khỏe không? Sức khỏe thì tốt nhưng mà tình hình công tác thế nào? Ôi, sếp mới hách dịch lắm ạ. Sao lại hách dịch? Suốt ngày chỉ phạt thôi ạ. Hở ra là phạt. À, thế thì hóa ra ngày xưa tôi còn phạt các cô các cậu rất là ít đúng không? Sếp, tại sao sếp lại bỏ bọn em ạ? Đúng rồi đấy ạ. Thì bây giờ ở trên người ta chuyển công tác, tôi biết làm thế nào. Nhưng mà tôi không sao sếp ạ. Sếp đã về rồi. Yeah, ánh sáng rồi. Của chúng tôi về rồi. Thì tôi vẫn là sếp của các bạn đây chứ không phải là người lạ đâu. Anh Vũ. À, Ly à. Em chào anh ạ. Chào em. Hôm nay anh về để lấy một chút đồ. Như hôm trước anh nói với em ấy. Vậy cho nên là anh qua đây. Và chắc là mọi người đang chuẩn bị họp đúng không? Dạ vâng ạ. Thôi có khi anh xin phép, anh cũng đang bận. Anh qua lấy luôn nhá. Dạ vâng. Anh xin phép. Chào mọi người. Hẹn gặp lại nhá. Sếp bỏ bọn em ạ. Lúc nãy tôi nghe thấy cô cậu nào nói xấu tôi thì phải. Dạ. Mọi người biết trừng phạt của mình là gì chưa? Trừng thương à.